Hành trình đi Hàn Quốc của mình bắt đầu vào cuối tháng 7. Mình đã lựa chọn Korea Air để bắt đầu chuyến hành trình của mình. Mình đã bay đêm để kiểu sáng hôm sau tới thì có thể có nhiều thời gian đi tham quan hơn. Và việc đầu tiên khi mà đặt chân tới Hàn Quốc thì đó là kiếm một cái thẻ MRT. Và đương nhiên, Yuna. Thật ra thì bias của mình là Taeyeon, nhưng mà tại vì lúc đấy chưa tìm được thẻ T nên đã dùng đỡ thẻ của Na trong suốt quá trình đi. Mình cũng đã mua sữa chuối và sau đó thì trở về khách sạn. Mình book phòng ở trên Airbnb và nó nằm ở ngay ga Myeongdong, cửa ra số 4. Mình sẽ để link ở dưới description box cho mọi người check. Sau đó thì mình đã đi dạo xung quanh khu mình ở, bắt bus và ra Wangyang Market, chợ truyền thống Wangyang, để ăn thử một số đồ ăn ở chợ. Từ đó thì mình đã đi bộ để ra Dongdaemun Design Plaza. Thì mọi người có thể đi bộ tại vì nó cũng khá là gần nhau. Ở bên Hàn Quốc thì mọi người phải xác định là đi bộ siêu nhiều luôn ý. Tại vì bên đấy tôi chỉ có tàu điện ngầm và đi bộ là chủ yếu, hoặc có thể bắt xe bus. Sau đó thì bọn mình đã đi xuống chợ Noryang Jin để ăn hải sản. Và có một điều rất là thú vị là hôm đấy lúc mình đi ăn thì đã là trận bóng giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Hàn Quốc. Tuy nhiên là kiểu hơi ngại khi mà ngồi giữa một quán ăn toàn người đang cổ vũ cho Hàn Quốc ấy, thì nhưng mà cũng vui. Ngày hôm sau thì mình đi tham quan cung điện của Hàn. Mặc hanbok để vào thì nếu mà mặc hanbok thì mọi người sẽ được free vào cửa miễn phí. Còn nếu mà không thì sẽ phải trả khoảng bao nhiêu tiền thì mình cũng không rõ, tại vì là kiểu mình mặc hanbok để vào. Từ cung thì bọn mình đã đi sang đường Samcheon ở gần đấy và có thể đi bộ. Thì đây là nơi mà tập trung những quán cà phê rất là đẹp. Và tiếp đó thì bọn mình đi bộ sang làng Gobokcheon luôn. Nhưng mà vì kiểu quá mệt và quá đói thế nên là mình đã không ghi lại quá nhiều hình ảnh. Chiều hôm đấy thì bọn mình đã tới Myeongdong ăn đồ ăn street food, những cái đồ ăn vỉa hè của Myeongdong, chợ đêm cũng như là đi ngó ngoanh mua sắm. Mình có ghé thăm một quán cà phê mình rất là yêu thích, đó chính là Innisfree Green Cafe. Đồ uống thì khá là ok, đồ ăn thì không phải quá đa dạng, nhưng mà tại cái decor rồi có view đẹp, rồi chỗ ngồi cũng thoáng mát, thế nên là bọn mình đã thử. Thì ngay đối diện cái quán cà phê có một cái trung tâm thương mại, và ở dưới đấy thì có một khu chơi games tên là Hero Legends. Thì đây là một cái chỗ tổng hợp chơi game mà kiểu tương tác giữa thật với cả màn hình. Đương nhiên là nó cũng có nhiều trò khác nữa, như kiểu đua ngựa hay là kiểu người đi xuyên tường, mọi người có thể thử. Sáng tiếp theo thì bọn mình đã xuống chợ hoa quả tên là Choneongni để kiểu mua hoa quả mỹ về ăn. Chợ thì bán tất cả các loại hoa quả đặc sản của Hàn Quốc và họ cứ để sẵn một rổ khoảng 5-6 quả sẽ là khoảng 5.000 won, thế nên cũng khá là rẻ. Tiếp theo đó thì bọn mình đã tìm tới cái quán mà thịt nướng mà quay phim Hậu Duệ Mặt Trời để ăn, và thực sự thì một suất cũng không quá đắt, chỉ khoảng 17.000 won. Và thịt thực sự là họ ướp rất ngon và bọn mình thì đã cũng ăn khá là nhiều. Ngày tiếp theo thì bọn mình đi Namdaemun cũng như là Dongdaemun Market, và chỉ kiểu ghé ngang qua để xem cũng như là đi lại ngắm nghía các thứ và ăn linh tinh, chứ cũng không có gì đặc biệt cả. Tiếp theo đó thì bọn mình đã tới City Hall. Thì cạnh City Hall có một cái cung điện nữa. Cạnh cung thì có một con đường đá tên là Doksu-gu. Thì con đường này nếu mà bạn nào đi vào mùa thu thì sẽ đẹp hơn, tại vì lá nó sẽ màu vàng. Nhưng mà mình thì cũng đã đi dạo một vòng và hít thở không khí. Tiếp theo đó thì mình đã đi tham quan hai trường là trường Yongsae và trường Inhwa. Hai trường khá là nổi tiếng, cũng như là mình đi qua khu mua sắm của Inhwa School.
Ngày tiếp theo thì mình đã đi Insa Dong để ngắm, và cũng chỉ là ngắm nghía thôi. Và ở đây thì hay bán những cái đồ linh tinh dễ thương để trang trí trong nhà, hoặc là những thứ mà thuộc gọi là đặc trưng văn hóa Hàn Quốc. Mình có ghé thăm quán cà phê tên là Miss Lee ở phố Insa Dong, thì quán này thật sự rất là cute. Và ở đấy thì có một món đồ uống mà mình đã thử rất là đặc biệt, đó chính là latte vị khoai lang. Thật sự thì nó rất là ngon và thơm, cũng như ở đây thì nổi tiếng với cả bingsu và các loại đồ ăn truyền thống ngày trước của Hàn. Mình đã ăn cơm hộp. Chiều hôm đấy thì mình đã bắt bus và đi lên thác Namsan để ngắm quang cảnh thành phố lúc hoàng hôn. Ngày hôm sau thì một địa điểm nữa mà mình không thể bỏ qua, đó chính là SM Town CoX nằm tại tòa thương mại CoX. Và SM House thì đây là một cái viện bảo tàng nhỏ trực thuộc SM, và ở trong đấy thì có viện bảo tàng, có cửa hàng shopping và có cả quán cà phê nữa. Kiểu ai mà thích K-pop và đặc biệt là nhà SM như mình thì đây là một địa điểm chắc chắn phải ghé. Thì từ SM mình có bắt bus, và ngay gần đấy thì mình đã đi ra SM Communication Center. Thì đây là cái tòa mà mọi người lâu lâu sẽ gặp idol nếu mà hên, vì nó là gồm có cà phê và nhà hàng cũng như là công ty phòng tập của nghệ sĩ ở mặt đằng sau. Đương nhiên là các bạn thì không thể nào đến phòng tập rồi, nhưng mà biết đâu kiểu đang ngồi ăn và gặp ngay idol thì sao. Hôm sau thì mình đã làm một chuyến khá là mạo hiểm, đó chính là mình đã đi xe bus liên tỉnh từ Seoul xuống Yeonju. Thì Yeonju chính là quê của Taeyeon, BTS của mình, thế nên là mình đã quyết định làm một chuyến xuống dưới đó, tiện thể để có thể ghé thăm qua cửa hàng kính của bố mẹ Taeyeon. Nơi đây là nơi sản sinh ra món bibimbap, cơm trộn nổi tiếng, và đây cũng là một làng văn hóa cổ của Hàn Quốc. Lúc tối mình quay lại khu Gangnam một lần nữa để đi con đường K-Star, nơi mà có những cái con gấu to tên các nhóm nhạc. Và mình đã đi tìm tới cái quán mandu cực kỳ nổi tiếng mà Daehan Minguk Mansae đã ăn. Ở đây thì mọi người thật sự là nên thử, tại vì rất là rẻ, chỉ có khoảng 4.000 won một cái lồng mandu mà thôi. Rất may là trước hôm mình về thì OGG đã ra album mới Little Touch, và mình đã quay lại SM để mua album, bóc đựng cáp tê với Na cũng như là ở
xem cả face để ăn gà cũng như là salad. Trời ơi, gà ở đây thật sự rất là ngon luôn đi. Đồ ăn cũng vậy và nước uống thì khá là ok. Mình đến thì cũng khá là đông fan. Ngày hôm sau thì mình quay lại Myeongdong một lần nữa, ngồi ở Innisfree Green Cafe và lại ăn ở Teacher Kim Manru tại vì quá ngon và quá rẻ. Sau đó thì mình kết thúc chuyến đi và ra sân bay để về Việt Nam.